Minh Nguyễn alo, xin chào toàn thể các bác quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục để giới thiệu cho các bác một dòng quản lý nguồn. Con này hàng trưng bày nhé các bác nhé, hàng trưng bày thì tình trạng còn đẹp đến gọi là 95-96%. 95-96%. Hàng trưng bày thì em còn duy nhất một con này các bác nhé, còn duy nhất một con. Thì hôm nay thì dòng này thì nó là dòng quản lý nguồn và lọc điện gọi là cao cấp. Đấy. Cao cấp tại sao thì con này nó lọc 4 cấp nha các nhá. Đấy. Lọc 4 cấp luôn. Đấy. Nên là điện rất là sạch, rất là sạch. Đấy. Điện cực kỳ là sạch. Đấy. Con này thì nó lọc gọi là cho các bác gọi là nguồn điện cực sạch để cho các bác chơi những cái bộ dàn loa hát hoặc là dòng loa nghe nhạc đời cao. Đấy, ví dụ như là những cái dòng gọi là các bác nào chuyên nghe nhạc ấy, thì qua những cái con lọc điện như này, quản lý nguồn như này thì lọc điện ra rất là sạch và thiết bị cho các bác chạy cực kỳ là yên tâm và ổn định. Đấy. Thì những cái chiếc lọc như này thì bình thường như là các đơn vị và anh em khác thì đang bán ở mức giá trên 5 triệu một con nhé các bác nhé. Đấy, và hôm nay thì em còn duy nhất một con hàng trưng bày thôi. Đấy. Thì nó đẹp không khác gì mới cả nha các bác nhá, đẹp không khác gì mới cả. Thì hôm nay em bán với mức giá là 4.500.000 nha các bác nhá, 4.500.000. Mức giá này thật sự các bác là bao các bác, gọi là bao gọi là rẻ toàn quốc luôn. Đấy, và tất cả hàng ở bên trong là cam kết cho các bác là còn nguyên zin, chưa gọi là đụng chạm cái gì cả, và bảo hành cho các bác, vẫn bảo hành cho các bác 1 năm nha các bác nhá. Vẫn bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy. Từ những cái dòng mà quản lý nguồn này thì ít khi lỗi lắm, rất ít khi lỗi. Và con này nó là hàng hãng của Famusao, một dòng hãng cực kỳ nổi tiếng ở bên Trung Quốc nha các bác nhá. Một hãng cực kỳ nổi tiếng ở bên Trung Quốc luôn, sản xuất đẩy loa. Đấy. Đấy nhá các bác nhá, tất cả rắc riết của nó là nguyên bản luôn các bác nhá. Rắc xịn nguyên bản luôn. Đấy. Đẹp vậy nè, không khác gì mới cả. Để coi nhá. Con này đắt thì 2023 đó nhá. Đắt 2023. Này, mã model là 2008i, thương hiệu của Famusao. Con này thì nó sẽ có hiển thị đồng hồ này. Đấy. Chỗ này cái cầu điện này 220 đến 240V này. Đây em sẽ cắm cho các bác, em thử các bác này. Phone nó khởi động như này. Điện số này nhà em bây giờ hiện tại là điện đang là 230 231. Đó. Ở đây thì đầu tiên này nó sẽ có cái điện bóng đèn. Đây, bóng đèn này thì em vẫn còn cái bóng luôn đây. Đây nha các bác nhá. Đây. Bóng đèn đây. Các bác nào có thể chơi sự kiện ấy thì các bác có thể bật lên cái này đi. Đấy. Đấy. Bóng đèn này để các bác xoay tủ máy. Đấy. Xoay tủ máy. Đấy. Đây là công tắc khởi động. Ừ. Đấy. Nó bật tắt nó rất là chậm nha các bác nhá, để làm sao để cho nó khi nó khởi động nên nó đỡ bị khi khởi động xong cái thiết bị này các bác thì nó đỡ bị sung. Đấy. Nên là nó khi bật tắt nó rất là chậm chứ không phải pịch đâu. Đấy, những cái pịch đa phần là hàng kém chất lượng thì nó có gọi là đóng tắt mở nghe nhanh, còn đây nó đóng rất là chậm. Đấy. Đấy, các bác nhìn chưa, quan quản lý nguồn rất là xịn sò. Đấy.
hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác. Giá thì khẳng định các bác là không ở đâu rẻ bằng đấy, chỗ em bán được. Đẹp xuất sắc luôn nha các bác nha. Các bác nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài. Và thôi, cái video này em xin quay ngắn gọn như này thôi. Và tất cả mặt hàng bên em thì cam kết các bác nhận được nhận hàng, test hàng, kiểm tra hàng đúng như chất lượng sản phẩm thì các bác thanh toán, không đúng các bác gửi về cho bên em. Đấy. Và vẫn được bảo hành cho các bác 1 năm. Nha các bác nhá. Thôi các bác nào xem nếu thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Và sau đây em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.